Cũng trong chuyến hành trình đi Sapa thì tụi mình từ Sài Gòn vào sân bay Nội Bài của Hà Nội. Thì lúc mà đi á thì tụi mình không có tìm được đồ ăn ở trong sân bay, nên là bắt buộc mình phải đón taxi. Mình đi ra ngay chỗ ngã ba Kim Anh để kiếm chỗ ăn, với lại là sẵn xe từ Sapa người ta đón mình đi luôn á mọi người. Đón từ Hà Nội ra Sapa người ta sẽ đi qua cái ngã ba Kim Anh này, nên là tụi mình sẽ tìm những cái điểm ăn uống gần ở đó, có gì mình sẽ đón xe mình đi luôn. Và điều đặc biệt ở ngã ba Kim Anh này đó chính là những cái quầy bán bắp nướng, bắp luộc. Rất là thú vị mọi người ơi. Kiểu như lúc đó mà kiểu như mình đang đói với lại đang mệt, với lại trời cũng hơi lạnh lạnh về khuya rồi đó, thì có những cái gian hàng bán bắp nướng như thế này thì rất là ngon nha. Bắp nướng ở đây không phải giống như trong Sài Gòn, có mỡ hành, có ruốc này kia. Còn bắp nướng ở đây chỉ là nướng đơn giản như thế này thôi, và mình ăn nóng rất là ngon. Còn nóng, đợi xíu. Gì? Bắp là bắp nguyên cây. Có trái, có bông rồi đó không? Quá đẹp ha. Và một điểm đặc biệt nữa ở đây, khi họ bán bắp nướng, họ sẽ trưng bày nguyên một cái cây bắp luôn mọi người. Nguyên một cây bắp có trái, có bông luôn, rất là đẹp mắt nha. Wow, thật sự là lần đầu tiên mình mới thấy luôn á. Nên là mình làm clip này để chia sẻ đến cả nhà, để chúng ta biết thêm một cái nét độc đáo trong cái ẩm thực mọi người ha. Thấy hết rồi. Hỏi xe. Và cũng trong hành trình từ Sapa mình quay trở lại Hà Nội để quay về Sài Gòn trở lại, thì mình cũng có dịp được ăn tiếp tục bắp nướng. Và lần này mình sẽ ăn bắp luộc, với lại mình uống nước rau bắp luôn, cũng rất là ngon. Nói chung là chỉ đơn giản thế này thôi thì mình cũng đã có được một trải nghiệm rất là thú vị rồi mọi người ha. Điện nhiều mà. Dạ. Không biết là vậy.
Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Và đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Back a year ago.